Chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay ở tuần 13, tiết 25-26, ở chủ đề 4, chúng ta tiếp tục phân tích kỹ thuật nhảy xa. Ở phần mở đầu, cũng giống các tiết học trước, các học sinh đăng nhập vào đường link lớp học để các em xem bài. Ở phần phổ biến nội dung tiết học thì chúng ta tiếp tục thực hiện phân tích kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi có 4 giai đoạn. Tuần rồi chúng ta đã thực hiện giai đoạn chạy đà, dậm nhảy, và tuần này chúng ta tiếp tục phân tích kỹ thuật trên không và tiếp đất. Ở phần khởi động thì cũng giống các tiết học trước, các em trước khi thực hành thì chúng ta cũng nhớ xoay các khớp cổ tay, cổ chân, các động tác ép dọc, ép ngang. Ở phần khởi động chuyên môn thì chúng ta thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông tại chỗ và di động. Các em quan sát trên hình ảnh, hôm nay chúng ta sẽ phân tích hai nội dung, giai đoạn 3 và giai đoạn 4, trên không và tiếp đất. Ở giai đoạn 3 trên không, sau khi bay ở tư thế bước bộ được 1 phần 3 đến 1 phần 2 cự ly, người nhảy thực hiện đưa đùi chân lăn lên cao và duỗi ra trước, nhanh chóng kéo chân dậm lên song song với chân ở phía trước chân lăn và nâng hai đùi lên sát ngực, hai tay từ từ ở tư thế bước bộ đưa lên cao, thân trên hơi ngã về trước tạo thành tư thế ngồi ở trên không. Đến khi gần tiếp đất, hai chân hầu như được duỗi thẳng ra hoàn toàn ra trước, đồng thời đánh mạnh hai tay từ trên ra trước xuống dưới và ra sau. Động tác có tính chất bù trừ, tạo điều kiện tốt cho việc duỗi thẳng chân trước khi rơi xuống đất và giữ thăng bằng. Em quan sát lại cái hình ảnh nha. Đây là giai đoạn trên không. Đây là một số hình ảnh giai đoạn trên không. Ở giai đoạn tiếp đất, để chuẩn bị cho việc tiếp đất, đầu tiên người nhảy cần nâng đùi và đưa hai đầu gối lên sát ngực, gặp thân trên nhiều về trước. Cẳng chân lúc này được hạ xuống dưới, hai tay chuyển từ chân cao ra phía trước. Tiếp đó là duỗi chân, nâng cẳng chân để gót chân chỉ thấp hơn mông một chút. Thân trên lúc này không gặp về trước quá nhiều vì sẽ gây khó khăn cho việc nâng chân lên cao. Tay lúc này gấp ở khuỷu và được hạ xuống theo hướng xuống dưới và ra sau. Sau khi hai gót chân tiếp đất, cần gấp gối để giảm chấn động và tạo điều kiện chuyển trọng tâm cơ thể xuống dưới ra trước, vượt qua điểm chạm cát của gót. Thân trên lúc này cố gập về trước để giúp không đổ người về sau và làm ảnh hưởng đến thành tích. Đây các em quan sát hình ảnh. Và chúng ta sẽ xem một vài phút ở một đoạn clip nhảy xa. Und das sah so unangestrengt aus. Das ist hier Neide Gomisch. Die ist als nächste an der Reihe. Völlig cool, völlig cool. Quan sát trọng tài đưa cờ. Đưa cờ trắng là xác định thành tích cho vận động viên. Da sind wir mal gespannt. Wie weit er war. Den Ball fast optimal getroffen. 22 Jahre erst alt, die Amerikanerin. Und schau mal einer an. 6 Meter und 92 gleich im ersten Durchgang. Das ist mal ein Pfund. Das ist eine Kampfansage für die anderen. Vận động viên thứ hai. Trọng lực tài đưa cờ trắng là xác định thành tích. Các em quan sát là vận động viên chân dậm phải đạp bán dậm nha. Các em đạp ngoài bán dậm là phạm quy. Sáu mét 77. Đây là vận động viên thứ ba.
cờ trắng là xác định thành tích. Lần nhảy thứ hai vận động viên đạt 6m97. Vận động viên thứ tư cái trắng là chúng ta xác định thành tích của vận động viên. Em xem lại chân dậm, camera quay rất là chính xác. Lần nhảy này là 6m58. Ở phần câu hỏi thì thầy có 3 câu hỏi. Câu thứ nhất, em hãy cho biết em đang học kỹ thuật nhảy xa kiểu gì. Câu thứ hai, em hãy cho biết kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi có mấy giai đoạn và kể tên từng giai đoạn. Câu thứ ba, em hãy phân tích các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Đây là 3 câu hỏi mà các em học sinh sẽ trả lời để lấy 1 điểm. Ở phần kết thúc thì các em có thể xem thêm nhiều clip nhảy xa trên internet. Ở nhà nhớ dành thời gian xem bài trước và tập một số động tác bổ trợ. Đồng thời xem và trả lời các câu hỏi để nộp bài kiểm tra lấy điểm. Cuối cùng chúc các em và gia đình nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em.